Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em xin giới thiệu các bác một chiếc âm ly của Akai. Thì đầu video em xin giới thiệu các bác một chút về những sản phẩm của Akai. Akai là một thương hiệu âm thanh cao cấp của Nhật Bản các bác nhé. Và những đôi loa Akai và những chiếc âm ly Akai thường được dân chơi săn đón rất nhiều. Và hữu danh là có thật các bác. Đây là một chiếc âm ly Akai cực kỳ hiếm các bác nha, và chất âm của nó tuyệt vời luôn. Nó mã là AAG31, một dòng Akai sản xuất tại Nhật Bản và xuất sang thị trường Mỹ. Và đây là một cái hàng công Mỹ các bác nha, một con hàng công Mỹ của em, một chiếc âm ly công Mỹ đẹp không một tí vết các bác. Đẹp phải nói là thiếu thùng xốp. Công suất của nó là 180W để cho các bác tham khảo. Công suất 180W và nó nện được tất cả các thể loại loa luôn. Em đánh vào cho đôi Onkyo M6 rất khủng của em. Mỗi thùng 120W, hàng khủng. Đôi loa Onkyo M6 này là một đôi loa đánh rất mạnh tiếng. Và một đôi loa có thể vừa karaoke, karaoke lớn đấy các bác. Và nghe nhạc chuyên nghiệp rất hay, tiếng bass cực uy lực. Và những chiếc âm ly mà kiểm soát được đôi loa này thường cũng không thể nào. Thường là những chiếc âm ly cũng không phải là chuyện dạng vừa đấy các bác. Toàn là những dạng gấu mèo mới có thể kiểm soát đôi loa này được. Và em lật cho các bác xem cái độ đẹp của con âm ly này. Mặt sau các bác đây nhá, đẹp 7 màu. Nguyên khoe đấy các bác, nguyên khoe luôn. Và sử dụng 4 con sò xanh đen các bác. 4 con sò Toshiba xanh đen các bác. Loại lớn. À, đây là con mặt trước nó sử dụng một con nguồn lớn và tản nhiệt đây các bác, một lửa là tản nhiệt xương cá, một bên là tản nhiệt thường, nghĩa là nó kết hợp hai loại tản nhiệt cùng với lúc, thiết kế rất là gấu cái máy. Size của nó là size 43. Và con âm ly này trên thị trường các bác mua được giá lúc nào cũng trên 10 triệu các bác nhé. Và em có duy nhất một con đẹp thiếu thùng xốp thôi các bác, đánh mạnh rất là mạnh luôn. Các bác có những đôi loa ví dụ như dòng Avon bát cứt trâu các bác, tép chéo ấy, hay là thuốc độc các bác, hay là những đôi loa Akai, những đôi loa cổ của Mỹ, hay những đôi săn xui mắt cáo, vân vân và vân vân, những đôi Pioneer màng FP, hay đơn cử những đôi loa khủng long như đôi M6 này đây, đánh cực mạnh. Con âm ly này cho cái âm sắc rất là hay và công suất lớn. Và bây giờ vặn lên một chút cho các bác nghe thử chất âm của nó, đánh cực phiêu luôn các bác. Em chỉ nhích volume thôi là nó vỡ luôn. Đôi loa muốn vỡ ra luôn các bác, cực mạnh. Rất là trong trẻo các bác. Trường âm tốt. Và đây là một chiếc âm ly mà khẳng định các bác là rất hiếm khi để mua được. Chất âm của nó thua vượt xa hẳn những cái dòng bình thường như Pioneer hay là Sansui các bác nhá. Chất âm vượt xa luôn. Nếu cùng là hàng xuất Mỹ thì khẳng định các bác vượt xa những thương hiệu Sansui hay Pioneer. Và con âm ly này để các bác giá 8.600.000 đồng. Duy nhất một con thôi các bác, 8.600.000 đồng. Một âm ly Akai rất hiếm các bác. Mặt đẹp G-Saver. Em đây cái nút G-Saver của nó đây. Đó, hoạt động hoàn hảo các bác nhá. Đây quay mặt sau cho các bác xem. 120, điện là 120 và 180W. Đẹp như mới luôn các bác. Hai cầu AB 4-16 ohm, cực hay. Đánh nhích cái vỡ đôi 16 luôn, cực mạnh các bác. À, các bác đừng quên đôi 16 của em lại về một đôi đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Em chưa vệ sinh các bác, đẹp vuông thành sắc cạnh. Các bác nhá, một đôi 16. Và đôi 16 này để các bác giá chỉ. Đây là một đôi 16 đối xứng các bác, để ý là đối xứng đấy ạ. Bên trái bên phải, rất hiếm đôi như vậy. Và để các bác giá chỉ 7 triệu tròn các bác nhá, 7 triệu tròn duy nhất một đôi thôi. Rồi bác nào có nhu cầu vừa nghe nhạc chuyên sâu vừa karaoke thì đặt cho em đôi loa này chỉ 7 triệu thôi các bác. Và con âm ly này em để nói lại giá các bác chỉ 8.600.000 đồng. Một chiếc âm ly Akai rất khủng các bác. Bác nào có nhu cầu lấy thì hãy nhắn tin qua số điện thoại của em, hoặc gọi điện 098 119 3686 giao hàng toàn quốc. Xin chào các bác.